ta có một cái iPhone màu trắng, và có vẻ như là cái iPhone màu trắng của Apple chứ không phải Phuket. Và đây có vẻ là bản phiên bản thử nghiệm. Các bạn thấy là dung lượng bộ nhớ là XXG, và cái chỗ phần camera nó cũng khác, nó không phải như là cái vỏ phụ kiện. Mình sẽ dùng một macro mình chụp cái camera này, các bạn sẽ thấy nó rõ hơn ở trên cái hình của mình, trong bài viết của mình. Nút tăng giảm âm lượng thì nó không có dấu cộng dấu trừ. Ở đây hai con ốc nó cũng dùng ốc khác với lại cái iPhone 4 bây giờ. Mình cũng sẽ chụp hình macro để các bạn thấy rõ hơn. Đây là phía trên của máy. Đây là cái cảm biến ở trên đây. Camera phía trước rất tĩnh. Các bạn thấy cái phần đây này, các bạn thấy một cái phần này là phần cho developer. Nên mình đây là cái điều mà mình suy nghĩ, đây là cái máy dành cho developer. Là 64 GB. Ở ngoài đường chúng ta đang có keo dính chuột. Mình nghĩ đây là cái iPhone phiên bản tiếp theo của Apple. Một cái điểm khác nữa, các bạn nếu các bạn muốn tạo folder, đây xin lỗi, đó, đẹp hơn, khác ở cái iPhone đời này. Mình thử cái cái iPhone này nó chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc, tức là multitask, và đây là cách mà nó thể hiện, không phải như ngày xưa nữa. Và từ đây các bạn có thể đóng các ứng dụng. Bây giờ mình mở tiếp các ứng dụng khác, nhấn về home, mình mở các ứng dụng khác tiếp. Đây các bạn này, các ứng dụng được quản lý kiểu như vậy. Để các bạn xóa đi, các bạn sợ. Sợ nó về sợ bình thường rồi.